Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cương Plus. Mùa giải mới 2023-2024 đã bắt đầu được hơn 1 tháng, nhưng phải đến đêm qua rạng sáng nay, thứ nguyên liệu còn thiếu để chế biến lên những món ăn hấp dẫn của bóng đá châu mới chính thức trở lại. Đó là loạt trận đỉnh cao của đấu trường UEFA Champions League. Bảng tử thần ra quân như thế nào, ngôi sao tấn công nào sẽ tỏa sáng, Mbappe hay Haaland? Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ Champions League vắng Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo, hay Manchester City có gặp khó khăn trong việc bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương hay không? Hãy cùng Biên Cương điểm qua những gì đáng chú ý nhất ở lượt trận đầu tiên. Cặp đấu mở màn và cũng là cặp đấu đáng chú ý đầu tiên của UEFA Champions League mùa này. AC Milan tiếp đón Newcastle trên sân San Siro. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với tư cách một trong 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa giải năm ngoái. Còn đối thủ Newcastle chỉ mới chân ướt chân ráo trở lại Champions League sau khoảng 20 năm vắng mặt, nhưng họ đang hưng khí thế từ mùa giải năm ngoái với những khoản đầu tư kếch xù từ Trung Đông. Trận đấu được chú ý hơn nữa vì cả hai đội thuộc bảng F, bảng đấu được coi là tử thần, cùng với hai đại diện khác là Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund. Thế nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không một lần lưới của thủ môn hai bên rung lên và mỗi đội rời sân với một điểm trong tay. Thời lượng kiểm soát bóng không quá chênh lệch, Milan 53%, còn Newcastle là 47%. Nhưng thế trận của đội chủ nhà nhỉnh hơn, các học trò của huấn luyện viên Pioli tung ra tới 25 cú sút về phía khung thành của Nick Pope, gấp 4 lần đội khách, trong đó có 9 lần trúng đích. Phân tích của Opta cho thấy, chỉ có 4 lần các đội sút trúng đích nhiều hơn Milan trong lịch sử Champions League mà không ghi bàn, trong đó có chính Rossoneri của năm 2005. Tiền đạo Rafael Leao là người sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đều bỏ lỡ. Với một điểm khi rời sân, Milan sẽ phải rất tiếc nuối khi nhìn vào số cơ hội mà họ tạo ra. Trong khi đó, Newcastle có quyền hài lòng khi có được trận hòa trên sân khách ngày tái xuất. Cặp đấu tâm điểm ngày thi đấu đầu tiên cũng đến từ bảng tử thần. Paris Saint-Germain tiếp đón Borussia Dortmund trên đất Pháp. Sức mạnh của đội chủ nhà là tương đối áp đảo, giữ bóng tới 78% thời lượng hiệp 1 và dứt điểm tới 12 lần, nhưng phải đợi đến hiệp đấu thứ hai mới có thể có bàn mở tỷ số từ một quả đá phạt đền. Người sút thành công không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Đây là bàn thắng trong 8 trận liên tiếp của Mbappe cho Paris Saint-Germain và cũng là bàn thứ 8 của anh mùa này, chiếm 67% số pha lập công của đội. Đây là pha lập công thứ 41 của tiền đạo người Pháp tại Champions League. Hiện tại Mbappe kém kỷ lục ghi bàn trước tuổi 25 tại đấu trường này được nắm giữ bởi Messi 10 bàn. Hơn hết, tất cả những người Paris Saint-Germain từ ban lãnh đạo đến cổ động viên đều hiểu được tầm quan trọng của Mbappe với đội bóng. Kỹ năng của một tiền đạo hàng đầu thế giới với chân sút sinh năm 1998 là không phải bàn cãi. Và dĩ nhiên, người theo dõi gã nhà giàu nước Pháp có lý do để lo lắng khi chứng kiến thời gian còn lại của Mbappe tại đội bóng ngày một cạn dần. 10 phút sau bàn thắng của Mbappe, Ashraf Hakimi có pha đập nhả với Vitinha trước khi sút tung lưới đội bóng cũ để ấn định chiến thắng 2-0. Hậu vệ người Maroc không ăn mừng, nhưng tất nhiên, huấn luyện viên Luis Enrique rất hài lòng với các học trò khi họ có 3 điểm đầu tay tại bảng tử thần. Ít nhất họ cần một tiền đề để hướng tới danh hiệu Champions League mà đội bóng luôn khát khao trong bối cảnh các ngôi sao đã ra đi. Một gã nhà giàu khác đã có chức vô địch Champions League trong phòng truyền thống ngay mùa giải năm ngoái thôi và họ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch từ bây giờ. Manchester City tiếp đón đội bóng sao đỏ Belgrade trên sân Etihad. Đội khách là câu lạc bộ giàu truyền thống nhưng hiện tại rõ ràng không phải đối thủ của Manchester City, chưa kể The Citizen đang sở hữu chuỗi 13 trận toàn thắng trên sân nhà ở Champions League. Tuy nhiên, sao đỏ Belgrade mới là đội mở tỷ số trước ở cuối hiệp 1 và kết thúc nửa đầu trận đấu với lợi thế dẫn bàn. Thế nhưng Manchester City chỉ cần 72 giây để làm được điều cả hiệp 1 họ không làm được với bàn quân bình của Julian Alvarez. Để rồi sau đó, chính Alvarez và Rodri đã kết liễu đối thủ với bàn thắng và 3 điểm ở lại với sân Etihad. Nhìn lên trên, AC Milan tung ra 25 cú sút về phía Newcastle đã là nhiều, thì chỉ trong hiệp 1, Man City đã thực hiện gần bằng số đó, nhưng không thắng được xà ngang hay thủ môn của đội bóng sao đỏ Belgrade. Và cả trận, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola sút 37 lần, trong đó 16 lần trúng đích, thì số 3-1 có lẽ không phản ánh đúng sự áp đảo của Manchester City. Trái ngược với Alvarez, đồng đội Erling Haaland tỏ ra kém duyên trước khung thành. Vua phá lưới Champions League mùa trước kéo dài cơn hạn hán bàn thắng ở đấu trường này lên con số 4, một kỷ lục buồn của cá nhân tiền đạo người Na Uy. Haaland đánh đầu đập xa ngang ở hiệp 1, rồi không chiến đưa bóng dội cổ dọc trong hiệp 2. Tất nhiên, kết quả chung cuộc không bị ảnh hưởng, nhưng cá nhân Jesus sinh năm 2000 sẽ cần trở lại tại mặt trận quan trọng này.
Barcelona cũng có khởi đầu khá ấn tượng khi chỉ phải tiếp đón một đội bóng lạ lẫm là Anfield trên sân nhà. Dù không phải là sân Spotify Camp Nou vì đang trong quá trình sửa chữa, nhưng sức mạnh và lợi thế sân nhà của thầy trò Luis Xavi vẫn còn nguyên. Barca áp đảo đội khách với 70% thời lượng kiểm soát bóng và 22 lần dứt điểm, 9 lần trúng đích và ghi được 5 bàn thắng, đồng thời cũng giữ sạch lưới của Sergen. Kể đến ít ngày, Barca có chiến thắng 5-0 trước Betis ở đấu trường trong nước với bàn mở tỷ số của tân binh Joao Felix. Rạng sáng nay tỷ số vẫn là 5-0 và người mở tỷ số vẫn là tiền đạo người Bồ Đào Nha. 68 phút có mặt trên sân, Felix chỉ có 2 lần dứt điểm, tạo ra một key pass nhưng chúng trở thành một bàn thắng và một đường kiến tạo, tức là hiệu quả tuyệt đối 100%. Cầu thủ sinh năm 1999 không còn chỗ đứng tại Atletico Madrid và chỉ được Barca cứu vớt trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè theo dạng cho mượn, nhưng đang trải qua quãng thời gian thăng hoa đầu mùa. Felix de Huss score chấm 9,5 điểm, cao nhất trận, đồng thời nhận giải cầu thủ hay nhất trận từ UEFA. Đường kiến tạo của Joao Felix được dành cho Robert Lewandowski, bàn thắng thứ 92 của tiền đạo người Ba Lan ở Champions League, để hướng tới cột mốc 140 bàn của Ronaldo hay 129 bàn của Messi là quá khó khăn, dù cả hai đã rời trời Âu. Nhưng mục tiêu trở thành cầu thủ thứ 3 cán mốc 100 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là hoàn toàn có thể, khi Levy chỉ còn thiếu 8 bàn. Ngoài ra, số 9 của Barca cũng đã sánh ngang Raul về số đối thủ mà anh xé lưới tại Champions League với 33 nạn nhân, con số chỉ kém Benzema 34 đội, Ronaldo 38 đội và Messi 40 đội. Ở tuổi 35, 29 ngày, Lewandowski cũng vượt qua Gerard Pique để trở thành cầu thủ Barca nhiều tuổi nhất ghi bàn ở Champions League. Ở một bảng đấu được đánh giá khá dễ thở, cơ hội để Barca vượt qua vòng bảng lớn hơn năm ngoái rất nhiều. Một trận cầu không được chú ý nhiều dù có sự xuất hiện của đội bóng lừng danh từng làm mưa làm gió ở Champions League là Atletico Madrid, nhưng lại có điểm nhấn hiếm có trong lịch sử giải đấu. Làm khách trên sân của Lazio, đại diện Tây Ban Nha dẫn trước trong phần lớn thời gian, nhưng đến phút 90+5, họ nhận bàn thua và chấp nhận ra về với một điểm đầy tiếc nuối. Đáng nói, người lập công cho đội chủ nhà là thủ thành Ivan Provedel ở bên phía Lazio. Provedel trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn trong một trận đấu ở Champions League kể từ trường hợp của Vincent Anyama cho Hapoel Tel Aviv cách đây 13 năm. Provedel cũng mới là thủ môn thứ tư ghi bàn trong lịch sử Champions League và là người gác đền thứ hai ghi bàn ở một tình huống bóng mở. Trong sự nghiệp, đây không phải lần đầu tiên Provedel ghi bàn. Hồi tháng 2 năm 2020, thủ môn này từng lập công ở phút 95 để mang về một trận hòa cho đội chủ nhà trong trận đấu thuộc Serie B, hạng đấu thứ hai của Italia. Khỏi phải nói, cảm xúc của Provedel khi có những bàn thắng quý giá ấy là bùng nổ giường bao. Có thể thấy dù chỉ là loạt trận đầu tiên thuộc vùng bảng, nhưng sự căng thẳng của Champions League đã được đẩy lên đỉnh điểm, xứng đáng lấy được sự hồi hộp của những người theo dõi, ví dụ như là Man City còn để cho đối phương ghi bàn mở tỷ số trước. Quý vị nghĩ thế nào về màn trình diễn của các đội bóng và cầu thủ nào là ấn tượng nhất với quý vị ở loạt trận đầu tiên này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm theo dõi cũng như đăng ký. Ủng hộ kênh bằng việc bấm đăng ký quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.